Anh em ơi, đây anh Nghiệp Đen gửi cho đây, anh bảo mày là lại gầy quá rồi. Không biết ai gửi cho cái gì đây. Anh Nghiệp gửi từ trong Nghệ An ra, Hà Tĩnh ra. Ừ. Anh béo gì có thiến như gầy đâu mà gầy. Anh bảo thế, như so với anh Nghiệp là gầy. Anh bảo là gì? Anh thấy mày dạo này gầy quá để tao gửi cho mày ra cái gì mày ăn. Đâu? Úi dồi, sống nguyên. Ôi, gì ấy? Con này có trồn. Úi dồi. Ừ, anh em ơi. Ai à, con này mày. Mày đánh đá đấy nhá. Thôi đừng treo lên nữa. Thế còn cái cục kia là cục gì? Cục này là... Ê anh em ơi. Đánh đá đấy. Có rõ không? Quay mặt đây. Đánh đá thôi rồi. Đây, quay ra đây. Rồi, sẽ quay rồi. Đấy. Đây, anh Nghiệp gửi cho con trồn anh em ạ. Trời ơi mày. Ghê nhỉ, con này đánh đá nhỉ. Đánh đá như gì cơ. Ok.